Xin lỗi cô, tôi cần xem răng nanh. Được thôi anh bạn. Được rồi, vào đi. Tiếp theo. Em là ma cà rồng chính hiệu. Ờ, chắc chắn vậy không? Nè, chỉ là hiểu lầm thôi. Đây là thứ ghê tởm nhất từ đó giờ. Vậy bây giờ em vào được chưa? Ca của tôi thì khỏi, người phàm à. Thật không công bằng. Kẻ thua cuộc, người phàm đừng hòng vào nha. Ồ, tội nghiệp ghê. Thật sự mong trở thành ma cà rồng à. Đó là ước mơ của cả đời mình. Vậy thì mình sẽ giúp cho bạn. Thật ra rất đơn giản. Chỉ cần làm theo hướng dẫn này và bạn sẽ được ngay. Nhưng làm sao để hoàn thành tất cả? Ồ, đừng lo lắng chuyện này. Bạn đã có hộp làm đẹp ma cà rồng của mình. Ồ, bạn là cứu tinh, cảm ơn. Đã đến lúc biến ước mơ thành thật rồi. Không phí thời gian nữa và bắt đầu thôi. Và bước đầu tiên là chăm sóc làn da. Chuyện này sẽ khó đây. Trang điểm khá nguy hiểm nhỉ. Giờ mình phải làm sao đây? Có ý tưởng rồi nè. Chà, xem chúng ta có gì đây. Bạn có thấy không? Đúng là món tiện ích cho ma cà rồng. Làm thôi nào. Ồ, được rồi. Tiếp tục thôi. Tốt lắm anh bạn. Có vẻ như đang tiến triển tốt. Được rồi mọi người, mình cần sự giúp đỡ. Da của mình đã sạch chưa? Hãy xem cẩn thận nha. Các bạn nghĩ sao nào? Mụn đầu đen. Không thể nào. Ồ, các bạn đã đúng. Chúng ta nên làm gì đây? Không được đâu. Tìm thấy rồi. Đã đến lúc hôn tạm biệt mụn đầu đen. 1, 2, 3. Chà, chúng ta có gì ở đây? Từng này dính trên mặt của mình á hả? Và đã đến lúc thực hiện ảo thuật rồi. Các bạn sẽ thích mê. Mình rất giỏi việc này mà. Truyền qua và ném. Bạn đi đâu vậy? Đợi đã. Ôi da. Sao chuyện này cứ xảy ra với mình? Ô không, da mình bị sao vậy nè? Mình phải giải quyết ngay thôi. Mình nên bắt đầu từ đâu đây? Bắt đầu với mặt nạ thôi. Mùi thơm quá. Sẽ có ích đây nha. Bạn có sợ không? Đến giờ tiệc tùng rồi. Theo mình chứ. Vui vẻ chút nào. Bạn sắp thấy phép thuật ma cà rồng tuyệt vời. Và những bước cuối cùng. Không có gì quan trọng hơn việc chăm sóc da đúng cách cả. Tiếp tục làm mới thôi. Mình trông như thế nào? Đừng trả lời, mình biết mình tuyệt vời mà. Nữ hoàng ma cà rồng thật sự. Da sạch. Xong. Bước tiếp theo là mắt ma cà rồng đỏ. Cũng không thể quên được răng nanh. Mụ này khó nhằn đây. Thủ thuật thông thường không giúp ích được gì cả. Chính xác những gì mình tìm nè. Được rồi, thời điểm đã tới. Chào. Làm ơn, mình muốn bị ma cà rồng cắn. Chất lượng dịch vụ đỉnh thế. Cắn mình đi, mình đang vội đây. Đừng vội thưa cô. Cắn người là một nghệ thuật tinh tế. Bước 1. Chúng ta cần bầu không khí u ám, ma quái. Cứ thoải mái đi. Bước 2. Răng nanh phải sắc như dao cạo. Cứ để đó cho mình. Có thể đưa tay cho mình không? Đã đến lúc diễn ra hồi kết đẫm máu. Mình là ma cà rồng rồi. Cảm ơn vì đã biến ước mơ của mình thành thật nha.
hãy chuyển sang vấn đề quan trọng hơn. Ồ, đúng rồi ha, phí của bạn, cỡ này được không? Cảm ơn sự hào phóng của bạn nha. Được rồi, tiếp tục thôi. Ừ, có vẻ như ma cà rồng cũng đói nhỉ. Đúng lúc ghê. Thật ngon mà. Chào đã, cái gì vậy? Bốc mùi quá đi. Ai đó, cứu với. Thật kinh khủng mà. Mình không thể phí thời gian ở đây. Nhanh chóng chải răng nào. Không thể xài quá nhiều kem đánh răng. Cảm ơn vì đã chăm chỉ nha anh bạn. Có vẻ như mình đã làm rất tốt, phải không? Thôi xong, mình không thể trở nên xinh đẹp rồi. Bác sĩ Raven đến giúp đây. Ồ, thật bất ngờ. Làm ơn, giúp mình làm sạch răng nanh đi. Mở miệng ra nha. Ờ, được rồi. Ồ, kẹo dẻo gấu. Không phải của tôi. Làm sao lại ở đây nhỉ? Làm ơn làm gì đó đi. Chi, wow, giờ thì lấp lánh sạch sẽ. Thôi, hẹn gặp lại. Cảm ơn, bạn thật sự đã cứu mình rồi. Ô không, đây là một thảm họa. Được rồi Kim, bình tĩnh, có thể khắc phục được mà. Ha, thật may khi có chiếc mặt nạ ma cà rồng đặc biệt. Chắc chắn sẽ cứu được đôi môi thôi. Bây giờ mình chỉ cần kiên nhẫn một lát thôi. Đã xong rồi. Cái gì? Không hiệu quả. Đúng là thua người ta. Mà có phải không? Được rồi Google, làm sao giải quyết vấn đề môi đây? Tẩy tế bào chết cho mặt chính xác là những gì mình cần. Mọi người chú ý, đã đến lúc dành cho phần nấu ăn mỹ phẩm. Món đặc biệt của hôm nay là sữa rửa mặt dành cho ma cà rồng, đường, mật ong và chút dâu tây để tạo hương vị. Trông ngon quá phải không nè? Nhưng không phải để ăn đâu, chúng ta cần để lột xác. Bắt đầu thôi nào, mong là nó có tác dụng. Giờ bỏ tất cả những thứ này đi. Một kết quả hoàn hảo. Đợi một chút, bạn cũng ngửi thấy mùi phải không? Mùi hôi đó đến từ đâu vậy? Ew. Vậy đó là nơi. Đừng nói với ai chuyện này nha. Mình biết cách giải quyết rồi nè. Nhìn có vẻ không ổn, nhưng những quả bơm thơm sẽ có ích nè. Chi, wow, như phép thuật vậy. Mình phải làm sao với cái đó? Tiến lên và tiếp tục thôi. Chắc mình là thiên tài rồi. Suýt thì đạt được mục tiêu rồi. Ai vậy? Không thể tin được. Nhìn đống lộn xộn này mà xem. Được rồi, mình sẽ lo việc này. Tập luyện trên chân mình nha. Có vẻ như chuyện này không ổn rồi. Nhưng mình vẫn chưa bỏ cuộc. Đã đến lúc bẻ sát ra rồi. Tẩy lông không thể khó như vậy. Xem mà học nha. Sát lúc nào cũng thấy không đủ. Không có gì mà một ma cà rồng không thể xử lý. 3, 2, 1, đi. Làm được rồi. Đã đến lúc tự thưởng cho mình chút máu lạnh ngon lành. Được rồi, tiếp theo nên làm gì? Tất nhiên là sẽ làm móng tay rồi. Sẽ khá khó khăn đây. Không thể để người ta thấy bộ móng này được. Mình phải nghĩ ra gì đó. Ai đó? Tránh xa tôi ra. Đợi đã. Vậy chậu cây yêu thích của mình. Làm ơn đừng ăn thịt mình mà. Thả mình ra ngay. Khá tốt chứ nhỉ. Trước mắt còn nhiều việc phải làm lắm. Cảm ơn nha, người bạn tuyệt vời. Yêu, bạn thật sự nên đánh răng đi. Sơn chút màu sắc cho móng tay nha.
Màu đỏ máu không bao giờ là lỗi thời cả. Đẹp nhỉ? Thêm một số món trang trí nữa nha. Phong cách và nham hiểm. Được rồi, chúng ta nên làm gì với mái tóc đây? Hãy bắt đầu với việc chải chuốt nào. Mái tóc của mình sẽ mềm mượt ngay thôi. Khó hơn nhiều so với bề ngoài của nó. May mà mình có cái này. Ồ, tóc của mình cuối cùng cũng được cứu rồi. Mình muốn xinh đẹp nhất có thể. Yay, trông giống như siêu mẫu nè. Nhưng sao lại dừng? Haha, giờ mình trông như đám mây nhỏ mờ nhạt. Thử lại lần nữa nha. Này, bạn sao vậy? Làm việc đi. Hết tiền rồi. Vào thời điểm tồi tệ nhất có thể. Kiểu tóc của mình thì sao? Mình thật sự cần mọi người giúp đỡ. Chỉ có sức mạnh của nút thích mới có thể nạp lại được thứ này. Chúng ta cần để trang điểm. Cảm ơn, tóc của mình đã được cứu rồi. Được rồi, đã đến lúc làm kiểu tóc ma cà rồng. Wow, sự kỳ diệu của mỹ phẩm. Giờ chúng ta có gì ở đây? Nhìn vào những túi mắt khủng khiếp này. Miếng che mắt của mình đâu? Mình biết rồi. Đã làm gì thế này? Tồi tệ quá. Mình đoán chúng ta không còn là bạn nữa. May mà mình có công thức gia truyền lâu đời. Bây giờ mình không cần son môi, nhưng mình có thể dùng một ít đá. Giảm nhiệt độ xuống và đợi một chút thôi. 1, 2, 3, xong rồi. Tiếp tục thôi và bình tĩnh nào. Càng mát càng tốt. Mình giống như nữ hoàng ma cà rồng thật sự. Nhưng mình vẫn quên một điều. Cụ thể là trang điểm ma cà rồng. Bí quyết làm đẹp của riêng mình. Được rồi, mình đi đây. Bạn nghĩ sao nào? Bữa tiệc ma cà rồng đợi đấy. Nhưng không thể để họ thấy mình ăn mặc như thế này. Đừng lo, thợ may ma cà rồng sẽ giúp đỡ. Chuyện gì vậy? Wow, bạn đã làm rất tốt anh bạn à. Không cần cảm ơn mình. Có vẻ bữa tiệc đã bị hủy rồi. Mình có vài việc quan trọng cần giải quyết. Hai người này đáng yêu quá đi. Hãy đeo nhẫn cho cô dâu đi. Mình vui cho hai người quá à. Phá hỏng ngày vui của đôi uyên ương. Từ giờ trở đi, cậu là chồng mình. Mình đã hiểu và sẽ tuân theo. Nè, chuyện gì vậy? Thật là bất ngờ. Chiếc nhẫn này giờ đã thuộc về mình rồi. Không, chuyện này không thể được. Đúng là thảm quá mà. Ladybird, đừng khóc, chúng ta ra khỏi đây trước đi. Tạm biệt. Mọi người hãy chúc mừng cho cô dâu thích hợp với Kate No nha. Đáng ra người đó phải là mình chứ. Mình tưởng chúng mình là cặp đôi có 102. Đến đây bạn thân, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Mình biết một cách giải stress rất tốt đây nè. Nào, đừng ngại ngùng gì cả. Mình không muốn đánh nhau đâu. Không sao, cậu cứ giải tỏa nỗi lòng đi. Thôi được. Mình tự lừa bản thân làm gì chứ. Mình vẫn còn yêu cậu ấy lắm. Hả? Cậu không thích nụ hôn của mình sao? Khoan đã, mình có ý này nè. Chú Hề, ai cũng thích chú Hề đúng không? Hả? Mình cũng thích chú Hề lắm. Mình sẽ làm vài trò ảo diệu cho cậu xem. Cũng hay đó. Thỏ nè. Đáng yêu quá à. Chúng ta tiếp tục thôi nào. Hả? Chuyện gì đây? Khét nó. Chuyện này chỉ là nhầm lẫn mà thôi. Đồ ăn vặt, đó là thứ mà cậu cần để vượt qua nỗi đau bị đá. Để xem chúng ta có gì đây. Khét nó. Giỡn mình hay sao vậy? Thôi mà, chỉ là trùng hợp mà thôi. Ăn chút ngũ cốc đi. Mình không muốn ăn đâu. Cuối cùng mình cũng tìm được cậu rồi. Ra khỏi đây đi, hớt bột. Tụi này đang không rảnh nha. Không rảnh, ý ngươi là sao? Nhận lấy đi, ta sẽ đem lại hỗn loạn và sự đau khổ.
Là ngươi sao? Hốt một. Ta cứ tưởng là khách nò chứ. Bỏ cuộc đi. Nè, ngươi bị sao vậy? Ngươi không xem tin tức hả? Có chứ. Khách nò bỏ Ladybird để cưới ta đó. Đúng không cục cưng? Ồ, thần linh ơi. Đúng là khó tin quá mà. Nè, các bạn giúp mình quyết định nên làm gì có được không? Mình nên giúp Ladybird hay tiếp tục chiến đấu với cô ấy? Hãy viết ý kiến của bạn dưới phần bình luận nha. Ồ, thôi kệ đi. Ờ, nè. Ờ, người vui lên đi. Mọi chuyện sẽ khá hơn thôi mà. Khoan đã, đây là thứ gì? Nhìn vào mắt cậu ấy đi. Cậu ấy đang bị ma cà rồng thôi miên. Hả? Bị ma cà rồng thôi miên? Cảm ơn. Mình thấy đói bụng quá đi. Nè, sao cậu không massage cho mình đi? Được thôi tình yêu. Bé dơi nhỏ của mình muốn gì cũng được. Giỏi lắm. Ừ, nè, cậu có thể. Ồ, mình rất sẵn lòng. Ừ, không phải. Ý mình là cậu làm móng cho mình đi. À, tay của cậu xinh xắn quá đi. Để xem. Hả? Đây là phong cách của Ladybird mà. Ừ, sao cậu dám hả? Nhìn cậu xinh quá đi. Hả? Phải rồi, cậu đang yêu mình đến mù quáng mà. Chúng ta chơi trò này đi. Đi theo mình. Đã ngắm mục tiêu. Ồ, hay lắm. Cái này giải trí hiệu quả nè. Ồ, cậu đưa cúp cho mình luôn sao? Ngoan quá đi. Chúng ta hôn nhau đi. Được rồi mọi người, chúng ta cùng nhau nghĩ cách đi. Chúng ta đánh bại tên ma cà rồng bằng cách nào đây? Ờ, phải đó. Chúng ta cần có kế hoạch rõ ràng. Ta biết phải làm gì rồi. Cách gì vậy? Chờ chút, ta sẽ cho người biết. Khoan đã, ta sẽ vẽ ra trước. Ồ không, chúng ta sẽ mất cả ngày đó. À, suýt thì quên mất. Xong rồi nè. Hớt một, ngươi đúng là thiên tài. Thật sao? Ồ, cảm ơn nhiều nha. Chúng ta sẽ đánh bại ma cà rồng bằng cách lợi dụng điểm yếu của cô ta. Cọc gỗ, tỏi và mặt trời. Được rồi, mọi người đồng ý hay không? Đây là thử nghiệm đầu tiên. Ném tỏi vào miệng cô ta. Không khó gì đâu, kể cả con nít cũng làm được mà. Cái này thì ta làm được. Hay nha, hay nha. 10 điểm không nói nhiều. Ta cũng thử được không? Được chứ, đây nè. Nè, cậu cẩn thận chút có được không? Ta là ma cà rồng xấu xa. Giờ, Ladybird, tấn công. Tiêu ta rồi. Kéo cậu ta đến đây. Ồ, ngại quá đi. Ồ, tuyệt vời. Hả, Kyler? Ồ, đúng là ác mộng mà. Ta sắp đi bán muối rồi. Cậu thôi đi mà, đứng dậy nhanh lên. Gì chứ, làm diễn viên là mơ ước của mình đó. Thử thách cuối cùng là một bài kiểm tra. Ta tin ở ngươi, Ladybird nhỏ. Ồ, cậu bị sao vậy? Ồ, Kyler, ngươi có ổn không vậy? Thời khắc này cuối cùng cũng đến. Chúng ta chuẩn bị vũ khí thôi. Quét sơn lên cho ngầu. Ừ, ta tự hào về hai người quá. Chúng ta triển luôn thôi. Được rồi, hang ổ của ma cà rồng đây. Hình như chúng ta vẫn chưa bị phát hiện. Được rồi bạn thân, hành động thôi. Yêu, chỗ này thấy ghê quá đi à. Bà ma cà rồng này không có gu gì cả. Khách nò, cô ta đã làm gì cậu ấy rồi? Shh, nhỏ tiếng thôi, hiểu rồi. Không, là bẫy. Khách nò, thấy cậu mình vui quá đi. Ôi là trời, giỡn với mình sao? Chào Ladybird. Ngươi, mình biết nói là đồ giả mà. Bắt lấy cô ta, nhận lấy đi. Mèo cưng. Đầu của mình. Ngươi sẽ phải trả giá. Để xem ngươi ăn vô rồi sẽ thấy thế nào nha. Nè, chơi kỳ quá vậy. Nhận lấy nè. Đồ ngốc nghếch. Cậu làm gì có cơ hội nào? Cứ chờ đó đi. Mình không cử động được. Lấy vòng cổ của cậu ta đi. Không, khét nó, đừng làm vậy mà. Siêu năng lực của mình mất hết rồi. Ngươi rơi ngay vào bẫy của ta rồi. Không, ta sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nhận lấy nè. Ta
Ta không thở được. Nhanh lên Marinette, đi ra khỏi đây thôi. Khét nó, bắt họ lại. Cảm giác này lạ quá. Mình nhớ cái mặt dây chuyền này. Hả, Ladybug và mình? Tụi mình yêu nhau. Tụi mình đã rất hạnh phúc. Tụi mình là cặp đôi trời ban. Nè, đưa đây cho mình. Cậu là của mình, rõ chưa? Phew, suýt nữa thì không thoát được rồi. Bất ngờ chưa? Chào mừng trở lại nha, khách no. Khách no đâu rồi? Tội nghiệp chưa? Bị thương rồi kìa. Sẽ nhanh hết đau lắm. Lãng mạn quá đi. Nè, mình vẫn còn sờ sờ ở đây đó. Phải ha, ta có kế hoạch dự phòng rồi. Theo ta đi, các gái à. Hót Mọt là hàng xóm kế bên nhà mình bấy lâu nay sao? Đúng là trường hợp không tin nổi. Chào mừng đến với chỗ ở khiêm tốn của ta. Cứ tự nhiên đi. Không. Là Prankster kìa. Hai đứa. Đâu? Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Hót Mọt, ngươi bị sao vậy? Nhiều lúc cũng hay chập mạch quá đi. Nè, bạn có thấy những thứ mà Hót Mọt vừa cất đi hay không? Hãy nói cho mình biết dưới phần bình luận nha. Mình tò mò lắm. Cái gì đây? Kế hoạch dự phòng đó bé à. Là ma cà rồng sao? Ngươi, là ngươi đã nhét ta vào trong cái hòm đó. Bình tĩnh nào bạn hiền, chưa ai làm gì cậu mà. Ladybug. Mình là fan bự của cậu đó. Ngươi cắn cô ta đi. Không được, gì cũng không được nha. Được rồi, chú ý một chút nha. Ladybug cộng với một vết cắn của ma cà rồng bằng Ladybug siêu năng. Vậy thì triển luôn thôi. Mình là ma cà rồng đây. Chi chi wow. Mình thấy mạnh hơn nhiều rồi. Hay nha. Giờ thì về chỗ cũ đi. Nhanh lẹ. Này, muốn chút máu không? Có chứ, mình đói lắm. Nè, đó là máu thật hả? Cầm cho mình nha bạn thân. Đập vỡ đống gạch đi. Hay nha. Thành công thật rồi kìa. Hay lắm. Thử tốc độ của cậu đi. Được thôi. Wow. Mình đã sẵn sàng cho cuộc quyết chiến rồi. Đi thôi. Nè, ta trở lại rồi. Ladybug và Ngọc tự thân đến tìm ta nè. Vui quá đi. Ai mời mà ngươi đến vậy? Chà, khách quen thì cần gì đợi mời. Hả? Ngươi tiêu đời rồi. Hả? Đâu mất tiêu rồi? Hay nha. Bị chiếu tướng rồi nha. Khét nô, bắt lấy cậu ta đi. Nè, dừng lại đi. Là mình, Ladybug đi. Mình cần các bạn giúp đỡ. Hãy để lại like để khách nô nhớ ra mình nha. Vậy thì cậu ấy sẽ thoát khỏi thôi miên. Mình đang ở đâu đây? Ladybug. Thành công rồi. Hiu. Nè, khách nô trở lại rồi kìa. Yeah. Nè, Skyler, chờ chút nha. Cậu có muốn cưới mình không? Tất nhiên rồi. Chúc mừng cả hai nha. Mà sao mình phải làm như vậy chứ? Ôi trời ơi, chúc mừng hai người nha. Ta chắc chắn sẽ báo thù. Cứ đợi đó đi. Ta nói người đó. Ôi, chiến đấu nhiều là mình mệt quá đi. Để xem lịch trình cái đã nào. Làm ma cà rồng xấu xa. Rồi. Lịch trình ngày mai. Làm thợ xăm tốt. Quyết định như vậy đi. Ôi, được rồi, đi ngủ thôi. Dậy đi nào mọi người ơi. Tại tiệm xăm này, mỗi sáng đều bắt đầu bằng trang điểm. Nhìn đẹp đó nha. Một ly đầy máu tươi ngon lành thì sao? Ngon vậy ta. Wow, có chuyện khẩn cấp. Mặt nạ siêu anh hùng của tớ hỏng rồi. Xem ra chuyện khá nghiêm trọng rồi đây. Ladybug sắp gặp rắc rối lớn rồi. Nhưng trời ạ, mình nên dùng màu gì đây ta? Ở đây có quá nhiều màu sắc luôn. Vậy các bạn cho bọn tớ biết nên dùng màu gì trong phần bình luận nha. Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ. Chuẩn xác là sở trường của tớ. Cái này thú vị quá. Cuối cùng cũng tìm được ngươi. Không, là Hót Mọt.
Đừng lo, tớ sẽ lo việc này. Ôi chúa ơi. Oh. Wow. Yeah. Chà, không có gì đâu. À mà, tiếp tục đi. Ôi da. Ouch. Tuyệt. Tớ sẽ không cần chiếc mặt nạ cũ nữa. Khi nào cần lại ghé nữa nha. Được rồi, tới đâu rồi ha. Này, mớ lông mày này ở đâu ra vậy? Tớ muốn xăm hình của mình á. Được thôi, đưa tay cho tớ là được. Thư giãn nào, sẽ không đau chút nào đâu. Tớ không muốn. Hiu. Này, cậu đang đi đâu vậy? Vậy thì mình kết hợp đồ chơi này và súng xăm thành bé kỳ lân dễ thương nha. Xin chào Kitty. Cậu làm bạn với tớ nha. Bây giờ sao chúng ta không cùng nhau vẽ vài hình xăm nhỉ? Xong rồi, thấy chưa, chẳng đau tẹo nào cả. Dễ thương hơn tớ tưởng á. Đúng là rất hoàn hảo. Này, em cũng muốn có hình xăm thật ngầu. Em đủ tuổi rồi. Nào, bắt đầu đi. Không thể nào, không xăm cho trẻ em. Đây, nhìn hộ chiếu Pika của em đi. Này là giả mà. Ô, thế à. Được rồi, chị làm em bực rồi đó nha. Không công bằng. Pika, Pika, em sẽ quay lại, cho chị biết tay. What? Xin chào bạn nhỏ. Em không có nhỏ nha. Bad boy, anh cũng đến đây à. Anh muốn thực hiện ước mơ của đời mình. Anh muốn tỏ tình với Harley Quinn. Cái gì? Thật sao? Cô ấy sẽ yêu anh ngay. Được rồi, chắc vậy. Sau đó, anh sẽ cầu hôn cô ấy và tổ chức một đám cưới tuyệt vời chưa từng có. Oh yeah. Mình mê truyện tranh. Kia là Pranker sao? Làm ơn, đừng để cho hắn thấy. Thấy gì hả, anh bạn? Hardy là bạn gái của ta. Tốt nhất là ngươi nên nhớ điều đó. Thật quá tàn nhẫn mà. Không. Này, trả lại đây, cậu đó. Nhưng tớ đến đây vì một lý do khác. Tớ muốn cậu xăm cho tớ tình yêu cả đời này của tớ. Hình xăm này chính là quả bom. Cuối cùng cũng được uống rồi. Xin chào. Xin chào cậu. Chắc là xăm hình dễ thương màu hồng nhỉ? Không phải, tớ muốn xăm rồng. Được thôi, như cậu muốn. Chỉ cần chọn. Đúng rồi, màu vàng được nè. Một chút nữa thôi, đã xăm xong một con rồng lửa rồi. Giờ hãy thêm một vài chi tiết cuối cùng nào. Này, tớ đi mua sắm về rồi nè. Không thể bỏ lỡ đợt giảm giá này được. Nhưng làm sao cậu? Cũng không phải việc của tớ nhỉ? Cảm ơn nha. Được rồi, bye bye. Suýt chút nữa là được rồi. Hình xăm Pika. Này, chị thấy em rồi. Nhóc con trộm đồ à. Đã đến lúc dạy em cách cư xử rồi. Coi như là lời cảnh báo đó nha. Xin chào. Tớ muốn hình xăm siêu nhân. Cậu nghiêm túc hả? Đúng rồi. Rất nghiêm túc đó nha. Tiệm xăm của tớ chỉ dành cho siêu anh hùng mà thôi. Còn cậu, không phải. Phải mà. Vậy thì tớ sẽ chứng minh. Cậu không cần phải làm như vậy đâu. Đợi chút nữa thôi. Đây. Thôi nào, cậu biết rõ Superman có thể bắn tia laser mà. Vậy tớ cũng có thể. What? Cái gì? Đây là đèn laser đó hả? Cậu thật hài hước mà. Rồi, được rồi, cậu đã thuyết phục được tớ. Cảm ơn nha. Dễ thương quá đi. Bắt đầu thôi, về cơ bản là hàng thật đó. Đúng rồi, tớ cảm nhận được siêu năng lực của mình. Wow. Loại nào vậy? Ôi trời, thật là xấu hổ. Chỉ là tai nạn thôi, mình thề đó.
làm ơn để tớ đi. Một ngày tốt lành nha cô gái. Ôi trời, giờ mình đói quá đi. Tớ muốn xăm hình quá phụ đen. Xin lỗi cậu, nhưng tớ đang nghỉ trưa. Vậy thì tớ sẽ chụp vài bức ảnh trong khi chờ đợi. Hả? Một thiết bị kỳ lạ, nó biến mọi thứ về còn một màu. Dù sao tớ cũng chẳng thích màu cũ. Nhưng tớ vẫn chưa xong đâu nha. Ồ, khoai tây chiên của mình. Tớ đã khiến chúng bị hỏng. Tớ vẫn không quan tâm. Và giờ là phần mà tớ thích nhất đây nè. Ồ không. Ồ, mặt xinh đẹp của mình. Lúc nào cũng hiệu quả. Hiu, được rồi. Giờ nghỉ kết thúc. Xăm con nhện chứ gì. Hello Ruffy, chúng ta có thêm khách hàng nè. Bây giờ tinh thần đồng đội quả là tuyệt vời. Wow, quả là hình xăm tuyệt đẹp nha. Chi chi wow, giỏi lắm đó. Đấm tay nào anh bạn. Ma mị đấy. Cảm ơn. Ừ, dòng họ Adam này. Làm như mình không có việc tốt hơn để làm vậy. Ồ, wow. Đây là tiệm xăm phải không dạ? Tớ tới ngay. Cho tớ xin một hình xăm cá ngựa dễ thương nha. Ờ, chắc chắn rồi. Ồ, ồ, là ba mình. Mình phải bắt máy. Con nghe ba. Không, không. Tất nhiên là con không đi xăm rồi. Ôi, ôi không. Ông ấy đang bơi đến đây rồi. Mình phải trốn thôi. Ờ, tớ không nghĩ đây là một ý hay đâu. Làm ơn, cậu phải giúp cho tớ. Ồ, tại sao cậu không vào trong bể cá đi? Phải, cậu chắc chắn sẽ được an toàn. Đúng vậy, thật hoàn hảo. Con gái ta đang ở đâu? Ồ, chào. Ta biết con bé ở đâu đó quanh đây, cô gái à. Trong biển sao? Không qua mặt được ta đâu. Ồ không, mình tiêu rồi. À ha, con đây rồi. Ờ, tôi có thể giúp gì? Ta muốn xăm hình. Cái gì? Không công bằng. Tất nhiên rồi, ngài Poseidon. Ngài sẽ thích tác phẩm của tôi. Thật tuyệt vời. Lần sau lại ghé nữa nha. Cậu đã cứu mạng tớ rồi. Cậu xứng đáng được nhận quà. Đây là mực thần kỳ. Nghe nói nó có sức mạnh thần bí. Ơ, bạn ơi. Xin lỗi, phải chạy thôi. Nói chuyện với cậu sau nha. Được rồi, để xem có thể làm được gì nào. Xong rồi. Và thêm một chút nữa ở đây. Mình có thể tạo ra hình xăm thần kỳ. Pikachu, em còn quá nhỏ. Em vẫn là một đứa bé, Pikachu. Không xăm cho trẻ em nha. Ồ, lại cái này nữa. Em không phải là trẻ con mà. Không được cãi người lớn. Để xem đây là thứ gì nào. Mực thần kỳ hả? Với nút này, mình có thể trưởng thành được rồi. Pika Pika, thật là hoàn hảo. Ồ, ồ, không ổn rồi. Mình là người khổng lồ. Bây giờ ai mới nhỏ hả ta? Wow, wow, chuyện gì đang xảy ra vậy? Em muốn xăm hình. Nào mọi người, các bạn phải giúp cho tớ thu nhỏ Pikachu lại. Tớ cần sức mạnh lực hít, vì vậy nhanh lên nha. Tuyệt, các bạn giỏi quá đi, cảm ơn nhiều. Cái gì? Không, không thể nào, mình lại nhỏ xíu rồi. Hả? Pikachu? Mình chỉ là Pika thua cuộc mà thôi. Được rồi nhóc à, đi với chị nào. Em thích thì cứ chọn cái nào cũng được nha. Em muốn ngôi sao trông thật ngầu. Lựa chọn tuyệt vời. Thêm chút kim tuyến nha. Như thế này. Và em đã có hình xăm tuyệt đẹp rồi. Wow, thật là đẹp. Cảm ơn chị nhiều. Goodbye. Giờ ăn tối đến rồi. Ơ, ừ, xin lỗi. Ơ, ừ, xin lỗi nếu tớ làm gián đoạn. Chắc cậu đang đùa nhỉ. Được rồi, tớ hết chịu nổi rồi. Này, chờ đã. Bệnh viện ma cà rồng sao? Dạ, tại sao lại không chứ? Ồ, mặc bộ này cũng đẹp đó nha. Bác sĩ Dracula đến giải cứu đi.
Chi. Chào mừng đến với bệnh viện dành cho ma cà rồng. Ở đây giúp bạn chữa lành mọi đau đớn. Ồ, trông cháu không được khỏe cho lắm nhỉ? Ừ, vâng, giúp cháu với ạ. Được rồi, các cậu sẵn sàng chưa nào? Bắt đầu thôi nha. Mình bắt đầu trước được chứ? Nhắm đến mục tiêu. Để ta giúp cho cháu nào. Đầu tiên, hãy đo nhiệt độ trước đã nha. Cháu ngồi xuống nào, mở miệng ra. Chỗ này nóng quá, đi thôi. Mình sắp bốc cháy mất rồi nè. Cậu phải làm gì đó chứ. Cháu sẽ ổn đúng không ạ? Ta sẽ chăm sóc cho cháu. Chúng ta sẽ dùng đến máy xông khí này nha. Chắc chắn sẽ có tác dụng thôi. Có thực sự hiệu quả không vậy hả? Hôm nay chắc chắn sẽ vui lắm cho mà xem. Đừng vội đến như vậy chứ. Các cậu không biết dạo gần đây màu xanh đã lỗi thời rồi sao? Để xem cậu còn thích nữa hay không. Bữa tiệc đã tàn rồi. Dừng lại thôi nào. Lại đây, hai cậu đó. Mình yêu công việc này quá đi thôi. Sớm thôi sẽ không còn những tiếng ồn ào này nữa. Cháu cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Cháu có thể cảm ơn ta bằng việc trả phí đó bé yêu à. Ồ, đúng rồi, xem chút nữa thì quên. Không phải. Đợi cháu lát nha. Mình để váy ở đâu mất rồi ta? Cháu xin lỗi mà. Nó ở đâu đó trong này thôi nè. Không, đau quá đi mất thôi. Đặt tay lên đây nào Annie. Đưa ta xem tay cháu nào. Là một cái gai nhỏ. Chà, cháu có thật sự cần bàn tay này không? Không, đừng nghĩ đến chuyện đó chứ hả? Đúng thật là bé mèo nhát cấy mà. Chúng ta sẽ xử lý theo cách khác vậy. Chà chà, để xem có gì ở đây nào. Có vẻ như có việc cho mình làm rồi. Gần như. Mình làm được rồi nè. Không, cái gì đó? Nơi này đẹp đó chứ. Mùi thơm quá ta. Này, cháu cho ta vài giọt máu có được không? Khoan đã, không được, mình là bác sĩ mà. Tập trung nào Kim ơi. Bác sĩ ơi, cháu vẫn còn đau ở đây lắm mà. Chúng ta sẽ dùng băng cá nhân băng lại nha. Hãy chọn cái nào mà cháu thích đi nào. Wow. Cháu lấy hình em kỳ lân được không ạ? Tất nhiên là được rồi. Hello, có ai ở đây không? Tránh xa mình ra. Xin lỗi nha, nhưng mình phải làm nhiệm vụ của mình. Đến lúc cậu phải đi rồi đó. Cháu thấy đỡ hẳn rồi ạ. Băng cá nhân kỳ lân này kỳ diệu quá đi thôi. Cháu quả thật là cô bé dũng cảm. Cháu có muốn ăn chút đồ ăn vặt không nào? Của cháu hết sao ạ? Kẹo dẻo gấu, cháu thích lắm. Ngon quá đi thôi. Cậu sẽ không thoát khỏi tay mình đâu nha. Bụng của mình. Tiệc tùng thôi nào chị em ơi. Đến lúc vui chơi rồi đây. Chúng ta sẽ nhảy múa từ sáng đến tối. Không ai ngăn được chúng ta cả. Đau quá đi thôi. Được rồi, cháu đừng ăn kẹo nữa nha Annie. Ta nên làm gì với cháu bây giờ nhỉ? Phải rồi, mình có đủ loại thuốc ở đây mà. Hay cô bé chỉ cần một loại thuốc cho cơn đau bụng mà thôi. Annie nên uống cái nào ấy nhỉ? Cảm ơn vì đã góp ý nha các bạn. Được rồi Annie à, cháu sẵn sàng chưa nào? Không. Khám bệnh cho trẻ con quả là nhiệm vụ khó nhằn. Chúng ta đơn giản chỉ cần ngụy trang viên thuốc mà thôi. Mình thông minh thật đó Kim. Cháu có muốn ăn thêm viên kẹo này nữa không nào Annie? Ở đây đang mở tiệc hả? Mình cũng muốn tham gia vào. Các cậu đã bị bắt rồi nha. Đồ phản bội. Cậu lừa bọn mình à? Đầu hàng đi nào. Bọn mình chỉ là đang vui chơi ở đây thôi mà. Nhanh nào, đi ra khỏi đây, nhanh lên đi. Cháu sẽ quay lại nhanh thôi ạ. Nhiều đồ tốt quá, cũng có thể làm đau cháu đó. Trông ngon quá à. Annie à, cậu phải tập trung lên. Không được ăn kẹo nữa. Không được đâu. Cậu đã ăn đủ lắm rồi đó. Cậu nói phải á. Nhưng mà kẹo này ngon lắm đó nha. Cậu thật là sạch sẽ và sáng bóng. Sao chúng ta không sửa lại chứ nhỉ? Mình biết mọi cách tốt nhất để tàn phá răng của cậu. Sao vậy hả?
Đừng lo mà, tao sẽ làm dịu cơn đau giúp cho cháu. Há miệng ra nào. Không rồi nào. Được rồi Annie à, là cháu buộc ta phải dùng đến cách này đó nha. Cháu không còn thấy sợ nữa. Ồ, mình vẫn chưa làm xong mà. Ồ, cậu đến đúng lúc lắm. Trông mình đẹp quá ta, phải vậy không nè? Ok, thử thách đã được chấp nhận. Nơi đây sẽ không còn chỗ chứa cho sâu răng nữa đâu nha. Đợi một lát nha Annie. Vào việc thôi nào. Mình không cho là bẫy đâu nha. Mình sẽ tóm được cậu ngay thôi. Đừng có nghĩ đến việc chạy trốn đó nha. Chà, dễ thế nhỉ. Bây giờ đến lúc định hình rồi đây. Ồ, chiếc răng đáng thương này. Phải nhanh tay sửa lại thôi nào. Mình hứa sẽ không đau chút nào đâu. Và bây giờ là phần thú vị nhất. Thấy chưa, lại như mới nữa rồi. Không ai làm hại cậu được nữa đâu nha. Ok Annie, dậy đi nào. Răng của cháu không còn đau chút nào cả. Yên lặng nha Annie, thôi nào. Nguy hiểm lắm đó. Cháu có thể sẽ bị ngã đó. Cháu sẽ chết, có phải không bác sĩ? Được rồi, theo ta nào. Đi chụp X-quang nha. Có chắc sẽ không đau không ạ? Đến bây giờ trông vẫn ổn áp lắm mà. Quay sang trái nào. Trông cậu khỏe mạnh đó chứ. Hôm nay cậu gặp may rồi đó. Mình chính là tay chụp ảnh xịn nhất ở đây rồi. Nhớ là phải cười lên nữa đó. Tuyệt vời. Hay lắm luôn. Nhìn tổng thể thì cháu vẫn ổn Annie à. Nhưng mà tay của cháu, ta e là bị gãy xương rồi. Nhưng mà ta có thể sửa lại được. Chúng ta có cần thiết phải làm không ạ? Đừng lo, bó bột chẳng có gì đáng sợ cả. Rồi cháu sẽ thấy ngay thôi. Ồ, hình như là một trường hợp khác. Đặt ở đây nào. Cái đó ở đây. Xương đã được cố định rồi. Thấy chưa, chúng ta xong rồi đây nè. Nhưng mà trông xấu quá đi thôi. Cháu thấy thế thật hả? Wow, nhìn những hình dáng ấy kìa. Cháu, cháu muốn tất cả. Cháu sẽ có một cái tay băng bó đáng yêu nhất trước giờ. Hay lắm. Bác sĩ quả thật là một người có tâm với nghề đó ạ. Nhưng giờ cháu nên đi rồi. Bye bye. Cuối cùng cũng xong rồi. Chuông báo động. Chúng tôi bị chấn động ở đây. Đặt những dây thần kinh đó vào chế độ khẩn cấp đi. Trông không ổn cho lắm. Chúng ta sắp hôn mê rồi. Mình sắp sập nguồn rồi. Đừng lo nha Annie, cháu sẽ vượt qua được thôi. Nhanh tỉnh dậy đi nào. Không, chuyện này không được đâu. Đừng rời bỏ ta mà Annie. Ồ, đứa bé tội nghiệp này. Mình phải nghĩ cách cứu cô bé thôi. Ồ, mình biết rồi. Chuyện này sẽ giúp cho cháu. Có ai không? Cứu với. Mình thấy ổn hơn nhiều rồi nè. Có chuyện gì xảy ra thế ạ? Cuộc sống của cháu vừa chuyển sang trang mới đó Annie à. Nhưng ta e là cháu sẽ phải trả giá. Lần này lại là gì nữa đây? Cháu đùa thôi mà. Gì thế? Chúng ta sẽ trở thành những người bạn tốt, cháu hứa đó. Cháu thấy vậy là bác sĩ không muốn trở thành mẹ của cháu sao? Ai kia? Nữ hoàng của các ngươi vừa bị cảm lạnh. Đến giúp ta nhanh đi nào. Hả? Ba mẹ cháu đâu rồi, cô gái nhỏ à? Cháu vẫn đang trong quá trình tìm kiếm họ đây ạ. Chuyện này chắc hẳn là
là định mệnh rồi. Bây giờ con chính là công chúa rồi nha, Annie.